Thưa cha, thưa má lớn. Thưa cha, con định quay lại tiếp tục buôn vải. Chuyện trên đó mấy bữa rồi chờ con về giải quyết, mà con còn ở đây thăm nhà. Ngọc Lệ vợ con á cũng bán hết đất đai để con có vốn làm ăn. Con Lệ nó chịu bán hết ruộng đất vườn tược hả? Dạ đúng thưa cha. Ừ, vậy cũng được. Đồng vợ đồng chồng vậy cũng tốt. Tiền của nó cũng như là tiền của con thôi. Dạ. Giái lại trời Phật phù hộ cho con buôn bán đầu xuôi đuôi lọt. Con cảm ơn cha. Vợ con cũng nói y như cha. Vợ con cũng gian giấy là nếu con làm ăn trót lọt á thì cô ấy sẽ ăn chay một năm. Ừ, vợ con nó cũng biết lẽ phải lắm. Có chồng mà biết lo cho chồng vậy là phải lắm. Ở đời giàu nghèo tại mạng, không cần gì hết. Giàu thì càng tốt, mà không giàu thì cũng chẳng hại gì. Miễn là vợ chồng thương yêu nhau, biết lo lắng cho nhau, như vậy là quý lắm rồi. Kim Phan, còn chỗ này cha có chút đỉnh tiền, cha cho con thêm chút để mà dư ra để an tâm một buôn bán. Ừ, cha. Dạ con. Con đội hơn cha. Ừ. Nè, hai vợ chồng thằng hai, bay coi có muốn mặn ăn gì không thì xin cha bay chút vốn để ra riêng mặn ăn đi. Thưa cha, con nào giờ chỉ biết ngửa tay xin tiền cha má để ăn chơi không mà. Nhưng mà bây giờ chắc cha cho con xin ít tiền để con theo em con đi làm ăn. Chú ba, chắc chú ba làm ăn cũng vô gian, hay là bây giờ chắc anh đi theo chú ba được hả chú ba? Ừ. Sao tự nhiên cắt cớ đòi ra riêng làm ăn buôn bán vậy? Bộ mày nghĩ chuyện buôn bán cũng dễ dàng giống như là đi đánh bài lắm hay sao vậy hả? Dạ lần này con sẽ sửa đổi thưa cha. Dạ thưa cha, con biết nào giờ cha luôn coi chồng con là một đứa ăn hại, chỉ biết ngửa tay xin tiền cha má ăn xài chứ chưa biết làm ra đồng tiền xanh xôi. Nhưng mà con nghĩ nếu như cha cho chồng con một cơ hội thì có ngày anh sẽ làm cho cha nở mày nở mặt cho coi. Dạ, dạ đúng rồi đó cha. Con dâu của tôi bữa nay hết than vãn chồng bay rồi đó đa. Dạ, cũng là do con học hỏi em dâu. Đồng vợ đồng chồng bao giờ cũng tốt hơn phải không thưa cha? Ừ, bay mà hiểu được điều đó cha mừng lắm á. Dạ. Cha cũng muốn nói cho vợ chồng thằng hai biết, cha má chỉ còn có chút ít tiền thôi nên cũng đã đưa hết cho thằng ba rồi. Nên vậy tiền vàng đó đâu? Cha má hứa là chia cho vợ chồng tôi mà có thấy đâu. Tiền vàng nào? Tiền vàng mà tôi ăn cắp của em dâu đó. Mở. Hả? Cha má mà không chia là không xong với tôi đâu. Trời xuống nha. Con nói bậy bạ cái gì đó hả? Tôi không có nói bậy. Là cha không biết thiệt hay là cha cố tình không biết hả? Bà nói tôi nghe coi, có chuyện như vậy không hả? Trời ơi, làm gì có chuyện đó. Là tại vì con Lan nó buồn ông, là ông cứ là binh đứa giàu rồi chê bỏ bê đứa nghèo khó như nó, cho nên là nó mới giận. Nó nói tầm bậy tầm bạ, chứ tôi đâu có giữ tiền bạc tiền của gì của ai đâu nè. Đứa nào giàu đứa nào khó mà không lo đi giả thằng con của bà đi hả? Nó cưới vợ về bao nhiêu lâu nay rồi mà nó không giải được vợ nó, để nó muốn nói bậy nói bạ gì là nói sao hả? Thằng hai, mày còn đứng đó nghe vợ bay nói bậy nói bạ gì đó đa. Nói cổ nó vô phòng rồi dạy vợ nó đi. Nói cổ nó vô. Trời ơi, tự nhiên nói chi vậy? Sao mà ngu quá vậy? Ngu gì mà ngu tàn bạc à? Thì ra cha và ma lớn đã toa trò cùng với vợ chồng Kim Chinh để chiếm đoạt số vàng của Cục Lệ. Thật là quá đáng đã. Cha cho tiền mình đi buôn cũng chỉ để lấp liếm về chuyện số vàng đó, chứ có tốt làm gì. Mấy người cứ chốc mắt lên mà coi, thằng Kim Phan này sẽ làm lên chuyện lớn. Còn số vàng đó, cô nhìn tôi bố thí cho mấy người.